nay uống thuốc thấy sao mẹ? Con thấy mẹ nhăn hoài à, con lo muốn chết luôn á. Đau quá, không nhăn sao được. Đau nữa hả? Trời ơi, chứ không lẽ giờ mẹ tưởng tượng là mẹ đang đau? Con không biết đâu. Bây giờ cái tay của mẹ á, cầm cái chổi lông gà còn không nổi luôn á. Mà mẹ đứng lên á, cũng đau. Ngồi xuống á, cũng đau. Nằm im cũng đau. Trời ơi, nó đau mà có tập đoàn công nghệ luôn vậy đó mẹ. Anh à, ngày mai mình chở mẹ đi khám lại coi coi làm sao. Mới khám hồi tuần trước đó. Mẹ ơi, bác sĩ cũng nói rồi, thuốc này mình uống từ từ, nhất là cái bệnh xương khớp á, mình phải có thời gian, chứ mình không có được một ngày một bữa đâu mẹ. Ráng uống nha. Từ từ thì cũng phải có chuyển biến chứ. Chứ cả tuần lễ rồi mẹ có thấy chuyển cái gì đâu. Mẹ thấy mẹ di chuyển càng ngày càng khó khăn hơn thì có. Mẹ à, mẹ nghe lời anh Bình đi. Dù gì á thì mẹ cũng mới uống thuốc có một tuần à. Gán theo dõi nha mẹ. Con không phải là mẹ, con không biết. Con tưởng là đau nó đơn giản lắm hả? Con thử con đau giống mẹ coi, con có chịu nổi như mẹ không? Yeah. Không có mẹ gì hết á. Bây giờ á, hai đứa kiếm thầy nào giỏi giỏi bốc thuốc cho mẹ đi. Mẹ ơi, bây giờ á, khoa học người ta tiên tiến lắm. Nhất là bây giờ mẹ đừng có xem ở trên trang mạng nữa, làm gì hết trơn á, tiền mất tật mang nữa đó. Đúng rồi đó mẹ. Nghe lời con đi, bây giờ ăn đi cho nó có sức khỏe, mau hết bệnh ha. Thôi mẹ quyết định rồi, cứ nghe lời tụi con, cứ uống thuốc của tụi con đó. Rồi á, mẹ sẽ chết sớm. Chết sớm cho tụi con vừa lòng. Mẹ, tụi con đỡ phải chăm sóc mẹ, đỡ phải tốn tiền mua thuốc cho mẹ. Mẹ, bây giờ mẹ ăn có nổi nữa đâu. Mẹ hả? Con thử nghĩ coi. Mẹ, mẹ già từng này tuổi rồi. Mẹ, xương khớp vậy á, mà cứ ngày nào cũng chịu vậy, sức nào chịu nổi rồi cũng chết mẹ sớm cái gì nữa. Mẹ, ui trời ơi, chết rồi, chết rồi. Ây da. Bà ráng đi, mò mấy bước nữa. Trời ơi, thiệt cái chứ. Đau quá luôn á. Thấy bà vậy tôi chịu không nổi tao ơi. Ôi, chị đỡ bà chị lên. Chị khó đỡ tôi xíu nha. Ừ. Đau quá. Ráng lên. Trời ơi, hồi nãy ra mở cửa cho bà. Tôi hết gần chết. Trời ơi, tội nghiệp ghê. Mấy đứa con bà có biết bà làm gì không? Đâu biết chứ sao không biết. Đi đi khám bệnh đó. Ôi trời, sao nó đau dữ vậy ta. Ráng đi. Đó, vô, ngồi đây. Ngồi đây. Ui da. Ngồi xuống. Rồi. Ui da. Được, tôi tự đi được không sao? Có bàn rồi. Không hiểu sao á, bà uống thuốc mấy bữa rồi có bớt xíu nào hết trơn á. Hôm bữa bà đi bệnh viện mua cái đống thuốc mà không hết hả? Thì đó, khám bệnh, ra bệnh rồi, kê toa mua thuốc rồi, uống bữa giờ không có hết. Tôi nghĩ nó còn đau thêm luôn á. Đau quá, đau. Đó, bây giờ tôi chỉ muốn nhích qua một bên vậy thôi tôi cũng đau nữa nè. Kỳ vậy ta? Thuốc gì kỳ vậy? Nói nghe nè. Bác sĩ nói á, là bây giờ cái bệnh của tôi là phải uống thuốc lâu dài, chứ không phải một ngày một bữa mà hết. Trời đất ơi, tôi bao nhiêu tuổi rồi, lâu dài là tới chừng nào? Tôi sợ á, tôi chết trước cái ngày mà tôi khỏe đó. Thôi, cái miệng ăn mắm ăn muối không à. Mấy đứa nhỏ nó nói thì được nha, mình lớn rồi, đừng có nói vậy, xui xẻo lắm á. Nói nghe nè. Ui cha, bà có cái chỗ nào dựa vô mà khám bệnh, kê toa thuốc này nọ tốt không? Chỉ cho tôi đi, chứ giờ tôi chịu hết nổi rồi. À, bây giờ có chỗ nhưng mà là thuốc gia truyền, mà chịu uống không? Thuốc hả? Thuốc gia truyền là sao? Bạn tôi nha, có bị bệnh đau nhức như vậy đó, nhưng mà đi uống thuốc gia truyền thì hết nha. Uống khoảng chừng mấy tuần là hết liền luôn á, hết như thuốc tiên. Thiệt không? Ừ. Bà nói thiệt hả? Ừ, bạn tôi ấy, nhắn cho tôi nè, nói phòng hờ khi nào mình bị đau nhức. Bây giờ lớn tuổi rồi, cái gì mà không xảy ra. Rồi bà nhắn cái qua. Số qua đây cho tôi đi. Ừ, tôi nhắn qua cho bà nha. Ừ, chuyển qua. Rồi đó, qua chưa? Rồi, qua luôn rồi. Nè, hay quá. Bà kêu con bà chở tới địa chỉ này nha. Là hả, chị là hết liền á. Dạ, cô mới qua chơi. Con đi chợ mới về hả? Dạ. Cô mới qua thăm mẹ con, mà thấy mẹ con bệnh dữ quá, cô tính à. Ơi, đau quá. Mẹ có sao không?
Mẹ cứ nghiêng bên này nó đau, rồi nghiêng bên này nó đau, mà cả ngày nó cứ như vậy á, rồi xíu nó lại hết. Bệnh của mẹ mà không sao đâu. Thôi thôi thôi, con vô nấu cơm đi. Dạ, con ngồi chơi. Sao sao bà Trận không bỏng cho tôi nói? Trời ơi, hai đứa con tôi nó không có cho tôi uống những cái thuốc mà không có nguồn gốc rõ ràng đâu, bà hiểu chưa? Trời ơi, cái gì trị hết bệnh là được rồi chứ, cái gì mà không rõ ràng? Nó không muốn, nó muốn tôi đi bệnh viện có bác sĩ kê toa đàng hoàng. Tôi hiểu rồi, đúng là trứng mà còn muốn khôn hơn vịt. Nè, bà đi theo tôi uống cái chỗ này nha, nếu hết hả cho nó sáng mắt ra nha. Tôi ghi số điện thoại rồi nè, tôi gọi liền. Dạ, cô ơi, cho tôi hỏi, đây có phải là tiệm thuốc tiên gia truyền không cô? Dạ, đúng rồi bác. Bác có cần tư vấn gì không ạ? Vậy hả, hay quá. Là vậy, bác bị đau xương khớp á, đau dữ lắm. Mà bác có đi bệnh viện rồi, có uống thuốc rồi, nhưng mà sao thấy không có hết. Cho nên là bác có cái số điện thoại ở tiệm thuốc của mình á, bác gọi tới thử coi sao. Dạ, vậy là bác tìm đúng chỗ rồi đó. Hiệu thuốc bên con có đơn thuốc gia truyền vô cùng công hiệu, mà không chỗ nào có được hết. Mấy cái bệnh viện chỉ được cái bề thế, nhưng mà chữa bệnh tàn tàn không à bác ơi. Không có dứt nguyên căn gốc rễ đâu, mà còn dây dưa kéo dài, tốn thời gian, tốn tiền bạc nữa. Cũng phải. Bác đi khám ở bệnh viện á, thì bác sĩ cũng nói là phải điều trị lâu dài. Bác già rồi, bác đau bác chịu cũng không được. Mà nói thiệt là bác sợ chết sớm nữa. Con cố gắng giúp cho bác nha. Dạ, bác yên tâm đi. Với đơn thuốc gia truyền ở bên con thì bảo đảm bác sẽ mau khỏi, đi đứng sinh hoạt bình thường, không còn thấy đau nhất nữa. Thiệt vậy hả con? Trời ơi, nếu vậy thì hay quá rồi. Con nè, bác có cần phải đến chỗ con khám không? Dạ, không cần đâu bác. Nãy giờ bác nói là con bị tình hình của bác sao rồi. Con sẽ kê cho bác một đơn thuốc gia truyền đau nhất xương khớp nha. Con cam đoan với bác nha, 3 tháng mà không hết á là bên con hoàn tiền cho bác 200% luôn. Rồi mà bác ơi. Sao con? Mặc dù thuốc trị xương khớp bên con rất hiệu quả, nhưng mà nếu như bác dùng chung với thuốc bổ xương, bổ khớp, lưu thông khí huyết thì nó sẽ công hiệu gấp đôi đó bác. Mà bác cũng sẽ mau khỏe lại, cảm thấy như là mình trẻ là 10 tuổi luôn đó bác. Ồ, thiệt vậy hả con? Dạ. Nhiều bệnh nhân tầm tuổi của bác á, sử dụng gói chữa bệnh ở bên con mà bây giờ ai cũng khỏe mạnh cường tráng hết trơn. Trời ơi, nếu vậy thì con lấy luôn cho bác một cái liệu trình này luôn đi ha. Dạ. Dạ vậy bây giờ của bác tổng cộng là 25 triệu nha. Con sẽ nhắn cái số tài khoản của con qua số điện thoại của bác. Bác chuyển khoản trước giùm cho con, sau đó con xác nhận rồi con sẽ gửi thuốc cho bác. À vậy hả? Rồi rồi rồi, bây giờ bác đợi tin nhắn của con, xong rồi bác chuyển khoản liền cho con nha. Dạ, cảm ơn bác. Trời ơi, mừng quá. Tìm được tiệm thuốc tiên rồi. Kỳ này á, mình khỏe rồi, không có lo nữa. Ôi trời ơi, cầu trời. Coi. Ủa mày coi mấy này chi? Mấy này linh tinh lắm, coi làm gì? Bấm qua đi mẹ. Dạ, con mời mẹ ăn trái cây. Mẹ cảm ơn. Mấy cái này nó không có thật đâu. Để mẹ coi đi con. Mấy cái quảng cáo linh tinh này mày coi làm gì? Toàn là mấy cái thuốc tào lao không à, dễ mắc lừa nữa.
Đúng rồi. Mẹ thấy quảng cáo thì cũng có cái này cái kia mà, đâu phải cái nào cũng lừa gạt đâu con. Mẹ ơi, đa số trên này toàn là vụ người ta đấy, lấy tiền không đó. Nó toàn là nói là có thuốc quý ở trong đó, thảo dược quý hiếm mà toàn là không có gì hết trơn á. Vậy làm sao mà bán cho người ta trị hết bệnh được? Cũng có hiệu là người ta bán rất là đàng hoàng, chữa hết bệnh đó con. Có đâu. Có mà. Sao mẹ con cứ cãi mẹ? Mẹ đừng nói cho con là mẹ mua cái này về xài rồi nha. Trời đất ơi, cái thằng này nói tầm bậy không à. Mẹ là mẹ uống thuốc của hai vợ chồng con dẫn mẹ đi khám rồi bác sĩ kê toa, mẹ đang uống kia kìa, đâu ra mà uống cái thuốc này. Trời ơi. Trời ơi, con nghe mẹ nói giống như là mẹ cầm thuốc trên tay rồi đó, mẹ sử dụng rồi đó, mẹ có nghiên cứu về nó luôn á. Trời ơi, có gì đâu. Mấy bà bạn của mẹ đó thấy người ta quảng cáo rồi cũng mua uống mà hiệu quả đâu nghe con, cho nên là mẹ thấy hay hay rồi mẹ mới nói cho con nghe đó. Thôi bây giờ mẹ làm ơn đi, mẹ thương tụi con á, mẹ đừng có nghe mấy bà bạn của mẹ làm gì hết trơn á. Đừng có nghe, đừng có mua mấy cái này xài giùm con nha. Mà mẹ, bữa giờ mẹ có uống thuốc đều đặn không? Có. Mẹ thấy làm sao? Cũng bớt đó. Đó, mẹ thấy chưa? Mẹ ráng uống thuốc đều giùm con đi, chứ sao gì cũng bớt à. Nha mẹ, nghe tụi con nha. Con nói uống thuốc mẹ mới nhớ. Tới giờ mẹ uống thuốc rồi. Thôi, quên. Mẹ không có ăn nữa đó. Con bỏ giùm mẹ nha. Hay là mẹ ngồi đây để con lấy thuốc xuống cho mẹ. Không, để mẹ lên mẹ uống thuốc. Quên là không có được. Dạ. Nhớ uống thuốc đều nha mẹ. Bà Lâm. Ủa, đi chợ hả? Bây giờ mới đi nè. Nè, bữa nay sung quá ha, ra tập thể dục nữa chứ. Hết đau nhức chưa? Khỏe mới ra đi tập thể dục nè. Với lại á, tôi canh bà để tôi khoe. Tôi khoe bà là tôi khỏe rồi. Cái thuốc gia truyền mà bà chỉ á, hay ghê luôn nha. Tôi mới uống có mấy bữa thôi à, tôi khỏe re. Nè, trời ơi, cái tay chân này nhức lên đã lắm nghe. Cái lưng không đau chút nào luôn. Tôi đứng tỉnh bơ mà tôi tập thể dục tỉnh bơ luôn. Bây giờ tôi khỏe, tôi tưởng tượng giống như tôi là gái 18 luôn á. Trời ơi, nè, đó thấy chưa? Tôi nói cái chỗ này hay lắm mà bà không tin gì hết trơn á. Bây giờ tin rồi phải không? Tin rồi, cũng nhờ bà hết, cảm ơn bà nghe. Rồi, được rồi. Chào cô. Chào mẹ. Con hả? Hôm nay có lịch tái khám á, lát con chở mẹ đi nha. Tái khám hả? Dạ. Không cần đâu con. Từ bây giờ trở đi là con không cần đưa mẹ đi tái khám luôn, tốn tiền dữ lắm. Bởi vì mẹ khỏe rồi. Thiệt hả mẹ? Mẹ không còn đau nhức gì hả? Mẹ khỏe lắm nè. Bây giờ hả, con cho mẹ làm hết việc trong nhà mẹ cũng làm được luôn đó. Trời, mẹ con khỏe rồi. Dạ. Mới khoe với cô nè. Dạ, đúng là bệnh viện này hay thiệt luôn á. Kê thuốc cho mẹ cũng hay nữa. Vậy thôi con đi vô nấu cơm nha mẹ. Nấu cơm. Nè, bữa nay nấu nhiều nha. Mẹ ăn nhiều lắm á, mẹ khỏe mà. Dạ con biết rồi. Dạ, con chào cô. Tôi nói bà nghe nha, cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Chị em ở trong xóm không à, bà khỏe là tôi vui lắm rồi. Biết rồi. Ủa, bà không có nói cho hai vợ chồng nó biết là bà đang uống thuốc gia truyền hả? Chưa có nói. Tôi đợi khi nào mà tôi khỏe hẳn luôn á, lúc đó tôi sẽ khoe. Nhớ nha chưa? Mẹ lâu quá vậy ta? Ủa,
Mẹ, mẹ ơi, em ra coi mẹ sao mẹ. Mẹ có sao không mẹ? Đây 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 đây, mẹ vô đi về chỗ ngồi, đi về chỗ ngồi. Ủa, vô. Mẹ sao vậy mẹ? Chắc tại hồi trưa á. Hồi trưa mẹ đi ăn bún với lại cô Tuyết á. Lạnh bụng hay sao á, hơi khó chịu. Bây giờ đi ăn bún. Bây giờ mẹ thấy sao rồi, thấy sao không? Đỡ đỡ rồi con, khỏe rồi, khỏe rồi. Rồi cái bệnh xương khớp mẹ sao? Bộ nó đau hả? Đâu. Trời, mẹ khỏe mà. Mẹ, hay là con nấu miếng cháo cho mẹ dễ ăn nha. Mẹ ăn cơm. Trời ơi, con coi vợ con á. Mẹ khỏe gì mà biểu mẹ ăn cháo. Em để mẹ ăn cơm đi. Mẹ. Sao bữa nay con nhìn mẹ khác khác làm sao á? Mẹ có khác cái gì đâu. Khác gì đâu con. Thần sắc của mẹ nó xanh lè. Với lại như là người mẹ bị sưng lên hay gì á. Trời đất ơi, con nói cái gì vậy? Con tả mẹ giống như là mẹ sắp chết đúng bằng á. Nhiều khi mấy bữa nay á là mẹ uống thuốc đều đặn rồi mẹ ăn uống được, cái người mẹ khỏe mẹ lên ký. Em nè, mấy bữa nay nghe nói là mắt em bị đau đúng không? Chưa đi đo mắt đúng không? Mẹ đâu có sao đâu, bình thường mà. Bình thường. Mẹ không có sao hết ha. Bây giờ ăn cơm. Nhưng mà mẹ ơi, con thấy mẹ yếu yếu không mấy, con chở mẹ đi vô bệnh viện nha. Cái gì vậy? Con bị sao vậy? Người khỏe mạnh đi vô bệnh viện để làm cái gì? Con mà đưa mẹ vô á là bác sĩ khám thần kinh cho con đó. Con hiểu chưa? Dạ rồi. Mẹ nói lại nghe, là mẹ đang rất là khỏe, hiểu chưa? Vậy ăn cơm nha. Ăn cơm đi, ăn cơm. Ăn cơm. Dạ. Mẹ ăn đi mẹ. Ủa mà sao tự nhiên? Sao nói vậy mẹ? Mẹ thấy mẹ no quá. Thôi mẹ lên phòng mẹ nghỉ xíu nha. Rồi đói mẹ xuống ăn. Nha nha. Hai đứa cứ ăn đi, không cần chừa cho mẹ đâu. Không cần đợi. Rồi. Nha, mẹ đi lên. Đây con đưa mẹ lên. Ngồi xuống. Mẹ có chân có tay đàng hoàng mà con cứ làm như là mẹ bị liệt á. Mẹ đi lên nghe chưa? Dạ dạ dạ. Rồi hai đứa ăn cơm đi. Ăn cơm đi con. Dạ. Dạ. Đồ của mẹ. Đi đâu vậy? Đi đâu? Con đưa mẹ đi. Bây giờ mẹ không cho con đưa mẹ lên lầu. Trời thì con đưa mẹ vô bệnh viện khám đó. Đi mẹ đi. Mẹ là mẹ của con. Thôi mà. Ngồi ăn thôi mà, để đi. Con đưa mẹ lên mẹ mà. Phải con nít đâu mà con. Mẹ, nghe con đi. Đi. Rõ ràng là nhìn mẹ người hơi sưng mà ta. Từ nha. Lấy thuốc cho mẹ uống. Lấy nước cho mẹ đi. Đây. Nước đâu rồi con? Đây, nước này mẹ. Uống đi cho nó mau hết. Uống theo tòa bác sĩ là tốt nhất. Đi nó mới mau hết được. Sao tự nhiên mẹ thấy. Mẹ thấy sao? Thấy hơi chóng mặt á. Chai dầu của mẹ đâu rồi con? Chai dầu chắc ở dưới rồi. Bây giờ mẹ uống thuốc đi, con xuống lấy liền nha. Con xuống lấy liền. Mẹ uống thuốc đi. Mẹ uống thuốc đi nha. Như mẹ để phòng khách đó con. Dạ. Xương khớp lại tái phát. Đã vậy người lại hay buồn nôn, khó chịu nữa. Có khi nào do thuốc này không ta? Thôi cứ uống tiếp lần này xem sao.
Alo, bà Tuyết hả? Bà Lâm, ủa sao mà tôi nghe cái giọng bà yếu xìu vậy bà? Ui trời ơi, tôi chết mất. Không biết có phải là uống cái thuốc gia truyền mà bà cho tôi cái địa chỉ không á. Mà sao á, mấy bữa trước á, uống vô thì khỏe á. Tự nhiên á, mấy ngày sau này uống cho tôi đau cái bụng, rồi cái mắc ói, rồi cái lại đau bụng. Tôi sắp chết luôn rồi. Ê, cha ơi, xong mấy bà bạn của tôi á, bà cũng nói y chang như bà vậy đó. Bà uống thuốc đó, khỏe, rồi bây giờ lại có triệu chứng y như bà. Vậy là sao ta? Ủa thiệt vậy hả? Rồi bây giờ tôi phải làm sao? Bà Tuyết ơi, có khi nào cái thuốc này là thuốc tào lao không? Tôi cũng không biết nữa. Thôi, không ấy giờ bà kêu mấy đứa nhỏ của bà đó, chở bà đi bệnh viện khám thử coi. Không được đâu. Nếu mà bây giờ tôi biểu nó chở tôi đi bệnh viện là lộ ra cái chuyện mà tôi lén đi mua cái thuốc gia truyền này đó. Tụi nó cấm, ngày nào nó cũng dặn là phải không được đụng tới mấy cái thuốc gia truyền, mấy cái thuốc không có nhãn hiệu, mấy cái thuốc không rõ nguồn gốc. Bây giờ tụi nó biết, tụi nó la tôi chết, bà giúp tôi coi. Vậy không ấy về bà, bây giờ bà tạm ngưng uống thuốc này nha, một thời gian coi nó như thế nào nha. Tôi đi công chuyện, một chút tôi rảnh tôi ghé tôi thăm bà nghe. Em suy nghĩ đi, vợ người ta như thế nào? Anh đi ra ngoài giao tiếp, tất cả những người bên cạnh người ta đều là người phụ nữ đẹp hết. Có bao giờ anh dám dắt em đi không? Hả? Dắt em đi, cái mặt em lúc nào trùng ôm. Không dám giao tiếp bất cứ ai. Ai nhìn em, anh cũng không dám giới thiệu em nè. Là vợ anh luôn á. Nhìn em đi, càng ngày em thiếu má luôn. Một người như con, không lẽ sống với một người như con? Người không ăn người, bám không ăn ngợm. Không trả lời hả? Hả? Một bà nội trợ già nua xấu xí, có cho nha mà nó cũng thèm chứ nói gì. Ê! Anh kêu cô ta đi về đi, tôi không muốn cô nhìn thấy mà dẫn người cô gái khác vô gia đình của mình.
ba không xứng đáng làm cha làm chồng. Anh vì nhân tình mà xem con cái chẳng ra gì hết thì tôi không còn lý do gì để chịu đựng anh được nữa.